Liên quan vụ trong hành lý 4 tiếp viên hàng không có ma túy, đến nay Công an Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 57 vụ án, khởi tố 129 bị can về tội mua bán, vận chuyển, tàn trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm, xử lý hành chính 37 đối tượng, thu giữ gần 60 kg ma túy tổng hợp các loại, hai khẩu súng và nhiều tăng vật khác có liên quan. Qua điều tra bước đầu công an xác định từ giữa năm 2022 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã mua bán hơn 109.000 viên thuốc lắc, 80 kg ketamin ma túy đá và 3.000 gói nước vui dạng ma túy mới với tổng số tiền giao dịch hơn 52 tỷ đồng. Trước đó, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh huy động nhiều lực lượng của các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện và thành phố Thủ Đức tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện vào ngày 16 tháng 3. Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp đã làm rõ chuyến hàng phát hiện vào ngày 16 tháng 3 do các nữ tiếp viên hãng hàng không Việt Nam Airlines bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam và phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng thời xác định thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại cất giấu trong các tuyết kem đánh răng hợp thực phẩm chức năng của cùng một đối tượng người Việt Nam lưu trú tại Pháp. Đối tượng này lợi dụng người Việt Nam học tập định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua sân bay quốc tế nội bài. Sau đó sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để giao về cho một đối tượng tại Đồng Nai, tách thành từng kiện hàng riêng, vận chuyển bằng đường bộ giao cho các đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.